đình chỉ cơ sở mầm non để xác minh clip cô giáo nhét rẻ vào miệng, bạo hành bé 12 tháng tuổi ở Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Sao Việt để phục vụ công tác xác minh, làm rõ việc cô giáo mầm non nhét rẻ vào miệng cháu nhỏ 12 tháng tuổi. Chiều 29 tháng 6, thông tin với phóng viên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, đã nắm được thông tin về việc phụ huynh tố cơ sở mầm non Sao Việt địa chỉ phường Tiền Phong, TP, Thái Bình có dấu hiệu bạo hành trẻ nhỏ trong quá trình nhận và chăm sóc các trẻ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo TP, Thái Bình xác minh, báo cáo sự việc cụ thể. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Sao Việt để phục vụ công tác xác minh, làm rõ. Như đã đưa tin, ngày 29 tháng 6, phóng viên nhận được phản ánh của phụ huynh tố giáo viên trường mầm non Sao Việt tại 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP, Thái Bình bạo hành các cháu bé gửi tại đây. Cụ thể, chị K, N, trú tại thành phố Thái Bình cho biết bé trai trong clip chính là con trai của chị. Cháu tên là H, N, N, 12 tháng tuổi, clip đó là do chính cô giáo D, L, trong trường quay lại, do bức xúc trước việc cô giáo đứng lớp hành hạ các cháu. Khi em xem được video, em đã khóc rất nhiều. Em không thể tưởng tượng, con em lại phải học trong môi trường như vậy. Cháu mới chỉ 12 tháng tuổi, chị N. Bức xúc, chị N. Cũng cho hay, sau đó, hiệu trưởng trường mầm non và cô giáo nhét rẻ vào miệng bé N. Có đến nhà em xin lỗi. Cô giáo đó giải thích, do cháu khóc quá nên mới có hành động như vậy. Em tin đây không phải lần đầu. Em gửi cháu tại trường từ lúc cháu 8 tháng tuổi. Không biết cháu đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau như vậy rồi. Hiện gia đình tôi đã làm đơn gửi cơ quan công an, phụ huynh này cho hay. Bên cạnh đó, phụ huynh này cũng đăng tải thông tin lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Trên trang Facebook cá nhân của cô giáo D, L, người trực tiếp quay lại chia sẻ, clip em quay vào lúc 10h34p, ngày 4 tháng 5. Nhưng phải đến bây giờ em mới dám tố cáo vì tính chất công việc của em tại đấy và sợ bị bên trường sẽ làm gì em và gia đình em. Nhưng đến ngày hôm nay, em quá bức xúc nên đã cho gia đình phụ huynh xem clip và trình báo công an. Nếu bây giờ em không làm như thế, chắc chắn còn những đứa trẻ khác sẽ bị đi vào vết xe đó. Rồi còn những đứa trẻ khác cũng sẽ bị bạo hành như cháu H, N, N. Và còn những món ăn cho trẻ ở đó thì sao? Món ăn thì 10 phần 10 cháo đều loãng như nước. Có người lại hỏi tại sao mà em không tố giác với nhà trường để nhà trường giải quyết. Nhưng đến bản thân chị hiệu trưởng tại đây, dạy chúng em đánh các cháu làm sao để không ra nốt. Bóp huyệt tay làm sao để các cháu đau và phải sợ mình nhưng không được phép để lên nốt. Vậy thử hỏi em nói với hiệu trưởng để giải quyết vấn đề gì?